Bố mẹ chồng cho đất, hai vợ chồng chị đã xây nhà ở được 15 năm rồi. Nhưng anh chị có trục trặc, sắp ly hôn. Vậy khi ra tòa, chị có được chia tài sản này không? Cha ông ta hay có quan niệm con gái là con người ta. Khi mà lo cho con gái lấy chồng xong thì cũng gần như là xong nghĩa vụ rồi. Có điều kiện thì cho con gái dăm ba chỉ vàng, chứ gần như là không có chuyện cho nhà cho đất. Con trai thì ngược lại, để cưới vợ cho con cũng đồng thời là bố mẹ sẽ lo nhà lo đất cho con. Nếu không có điều kiện làm nhà thì cũng cho vợ chồng một mảnh đất. Nên là chắc chắn trên đất nước này không riêng hoàn cảnh nhà chị như thế đâu. Rất nhiều gia đình đang xây nhà ở trên đất mà do nhà nội cho. Vợ chồng chị là xây nhà trên đất của ông bà nội cho, nhưng mà chị không nói rõ là đất này đã sang tên hay chưa. Vì thế em sẽ đưa ra 3 trường hợp như sau. Trường hợp số 1 là đất ông bà nội cho nhưng mà đã sang tên cho anh chị rồi. Chị xem lại cái sổ đỏ ấy, nếu mà có tên cả vợ cả chồng trên này thì tài sản này là tài sản đồng sở hữu. Nếu như thế khi ra tòa, mặc định chị sẽ được chia 50-50 trên cái tài sản này. Trường hợp số 2 là ông bà cho đất nhưng mà vẫn chưa sang tên sổ đỏ cho mình. Tức là tên trên sổ đỏ vẫn là tên của ông bà. Thì trên phương diện nhà nước quản lý thì tài sản này vẫn là tài sản hợp pháp của ông bà nội. Vì thế khi ra tòa, phần đất này chắc chắn là chị không được chia. Còn về phần ngôi nhà, nghĩa là tài sản gắn liền trên đất ấy, nếu như chị chứng minh được là tiền để xây lên cái ngôi nhà này do vợ chồng chị làm ra, tạo dựng lên, thì khi ra tòa mình sẽ nhận được 50% cái giá trị của ngôi nhà định giá theo giá trị hiện tại. Ví dụ như ngôi nhà cách đây 15 năm mình xây hết 500 triệu đúng không? Bây giờ định giá nó còn khoảng tầm 400 triệu thì mình sẽ được hưởng 200 triệu trên cái con số này. Trường hợp số 3, đất ông bà cho và đã sang tên rồi, nhưng mà tên trên sổ đỏ chỉ có một mình tên của chồng. Thì nếu như vậy, tài sản này được hiểu là tài sản được cho tặng riêng, nghĩa là bố mẹ cho tặng riêng con trai ấy. Vì là tài sản riêng nên là khi mà ra tòa chị cũng không được quyền yêu cầu để chia cái phần đất này. Còn về cái phần nhà thì cũng tương tự tình huống như trên, là nếu như mình chứng minh được tiền xây lên ngôi nhà là do tiền hai vợ chồng làm ra, tạo dựng lên, thì mình sẽ được chia 50% trên tổng giá trị ngôi nhà theo định giá hiện tại. Vợ chồng sống với nhau 15 năm rồi thì cũng hết một phần mấy đời người rồi. Nếu như anh ấy tốt mà ra tòa, anh chia cho chị một phần tài sản. Còn gặp trường hợp như chị thì cũng rất nhiều người, do cái ngôi nhà mình xây quá lâu rồi đúng không, thì mình cũng không thể chứng minh được, và rất nhiều người phải ra đi tay trắng. Thì thôi, coi như là số phận mình phải gánh chịu điều đó chị ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, biết đâu chị buông bỏ được thì cuộc sống tươi đẹp hơn lại đến với chị. Làm lại từ đầu có khi còn nhanh hơn. Em thấy phụ nữ sau khi mà ly hôn thì ý chí của họ mãnh liệt lắm.